Tại thành phố Khan Yunis ở dải Gaza, máy ủi đang dọn dẹp đống đổ nát của một ngôi nhà bị trúng bom. Israel tiếp tục ném bom dữ dội vào các mục tiêu trên khắp dải Gaza trong đêm ngày 21 tháng 10 vừa qua. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Benjamin Netanyahu cam kết sẽ chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng sau khi nhóm Hamas thả hai con tin đầu tiên bị bắt giữ. Quân đội Israel cho biết các máy bay chiến đấu đã tấn công một số lượng lớn các mục tiêu của Hamas trên khắp dải Gaza. Tại Khan Yunis, Al-Izzadin Al-Farah, một trong 24 người may mắn sống sót còn lại trong tòa nhà bị phá hủy này, anh tự hỏi có ai trong số họ đã làm gì nên tội với Israel. Trước đó, quân đội Israel báo cáo một loạt cuộc tấn công mới từ Gaza nhằm vào các biên giới phía nam Israel trước bình minh và sau đó là tiếng còi báo động vang lên ở thành phố cảng Ashdod ở phía bắc vùng đất Palestine. Hiện chưa có thông tin về thương vong trong cả hai vụ việc vừa qua. Hôm 20 tháng 10, Hamas đã trả tự do cho người Mỹ Judith Rahanan và con gái Natalie. Đây là hai con tin đầu tiên được cả hai bên xác nhận đã trả tự do. Tuy nhiên, họ chỉ là hai trong số 200 người bị bắt cóc sau cuộc tấn công hôm 7 tháng 10 của phiến quân Hamas, khiến 1.400 người, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào người Israel kể từ ngày lập quốc 75 năm trước. Trong khi đó, Bộ Y tế Gaza cho biết các cuộc không kích và tên lửa trả đũa của Israel đã giết chết hơn 4.000 người Palestine, trong đó có hàng trăm trẻ em. Hơn 1 triệu trong số 2,3 triệu dân của khu vực bị bao vây được cho là đã phải rời khỏi nơi họ sinh sống. Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 140.000 ngôi nhà, tương ứng gần 1/3 tổng số nhà ở Gaza, đã bị hư hại, trong đó gần 13.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, sự chú ý của quốc tế đang tập trung vào viện trợ cho Gaza thông qua các khu vực không do Israel kiểm soát. Hôm 21 tháng 10, những chiếc xe tải chở hàng viện trợ đầu tiên đã đi qua cửa khẩu biên giới Rafah với Ai Cập. Liên Hiệp Quốc cho biết, đoàn xe gồm 20 xe tải, bao gồm các vật dụng sơ cứu, sẽ được Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine tiếp nhận. Hamas cho biết chuyến giao hàng được thực hiện sau nhiều ngày đàm phán ngoại giao sẽ bao gồm thuốc men và số lượng thực phẩm hạn chế. Các quan chức Liên Hiệp Quốc cho biết cần ít nhất 100 xe tải mỗi ngày chở vào Gaza để đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp và bất kỳ hoạt động vận chuyển viện trợ nào cũng cần phải được duy trì ở quy mô lớn. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.